Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Dạo gần đây có một vài anh em hỏi tôi là có làm về cái tựa game Đấu Trường Chân Lý không? Thì tôi cũng xin trả lời các anh em là để xem đã nha anh em nhé. Chúng ta cũng chưa biết được là liệu rằng nó có sống được không. Vốn dĩ là cái tựa game này nó đã gọi là sang cái giai đoạn thoái trào rồi anh em ạ. Nó không còn là chen nữa. Đấy. Để mà nói là chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Phải tìm hiểu về cách chơi, tìm hiểu về meta. Đấy, các cái con tướng, skill rồi các cái đội hình. Những cái con game kiểu dạng như này ấy, cái quá trình mà tìm hiểu nó sẽ rất lâu. Đó, để mà coi như là thuần thục lên được clip. Thế nên là sắp tới đây thì có thể là tôi sẽ để tôi xem đã. Tôi cũng phải xem cái kênh khác ấy để xem là nó như nào. Hiện tại tôi đang xem một vài kênh, ví dụ kênh Dukie là một trong những kênh ngày trước là cũng livestream Auto Chat ấy. Thì bây giờ cũng đang livestream cái bộ môn đấy. Tôi thấy thì cũng nếu mà anh em bảo là chuyển sang đấy và chúng ta có một cái lượng người xem đông ấy thì tôi cũng không thấy đông lắm anh em ạ. Tôi nhìn Dukie tôi biết nó cũng không đông lắm đâu, cũng bình thường thôi. Đấy, và xem cái con game đấy thì tôi mặc dù là tôi có thể là tôi không hiểu cái game ấy, nhưng mà tôi xem ấy thì tôi phải khẳng định với anh em luôn là nó khá ít cảm xúc, nó khá ít cảm xúc ở trong những cái combat, nó khá ít cảm xúc ở trong những cái pha lật kèo. Có thể là do đồ họa của nó xấu, hoặc là do những cái animation hay là những cái tiết tấu ở trong game ấy nó chưa đủ để chúng ta có thể nâng tầm cảm xúc như là cái con game này. Đấy, nên là tôi cảm thấy là nó vẫn có một cái gì đấy mà nó khá là thị trường hơn, tức là nó dễ tiếp cận hơn, chứ nó không giống như cái con game này. Con game này thực sự là để mà nó nâng được lên cái tầm cảm xúc như con game này khi mà chúng ta lật kèo bằng những cái pha chuyển bài hoặc là những cái pha xếp bài thần thánh thì rõ ràng là cái bên kia tôi thấy là nó chưa làm tốt. Có những cái trận đấu mà tôi xem ở bên kênh Dukie livestream ấy là cũng lật kèo luôn. Đấy, nhưng mà nó không có cảm xúc bởi vì nó đến rất nhanh. Đấy. Thế nên là thôi, để từ từ đã anh em nhé. Có thể là sẽ làm hoặc không. Cái đấy thì để tôi phải tìm hiểu anh em ạ. Để bởi vì thế này này, khi mà tôi đang làm một cái nội dung là Auto Chat ấy mà tôi chuyển sang sang một cái bộ môn khác thì cái đề xuất nó sẽ bị giảm đi. Mà nếu mà mình không làm cái kia cho nó tới, cái bộ môn mới cho nó tới thì nó sẽ chả được cái gì cả. Đấy, cái bộ môn mới thì nó cũng không có đề xuất, mà cái cũ của mình cũng không ra gì. Thế nên là cũng lên là phải suy nghĩ thật là kỹ. Đấy, tập trung vào làm gì thì làm cho nó tử tế. Theo tôi thì là như thế. Round này ra là con Fallen Witcher này, lấy con này đi. Tự nhiên đầu game cho tận 3 co, chả biết chơi con gì anh em ạ. Con Phong Vũ là co đấy nhá, Phong Vũ cũng là co gây đam đấy. Đấy, mà ngựa cũng là co. Rồi, để tôi pick ngựa đã. Cho con ngựa sớm thì chúng ta sẽ có đam con ngựa và nó sẽ rất khỏe. Con ngựa này ra sớm thì chắc chắn là tôi sẽ có cái phần trăm chơi Clyde là nhiều hơn so với những cái bộ khác anh em ạ. Ui, round này thua rồi, round này không ăn được. khó. Round này nó có bọn Hunter là khỏe lắm. Giờ đầu game. Ôi, giết được con nào thì hai con đấy thôi. Giết được con nào hai con đấy. Được rồi. Ừ, đừng để nữa. Ui giời. Người ta bảo là làm một nghề cho chín hơn chín nghề, đó là như thế đấy anh em ạ. Nên là chúng ta khi mà chúng ta chuyển cái gì chúng ta cũng phải suy nghĩ xem là liệu rằng cái lựa chọn, cái việc là chuyển thì nó có phải là đúng đắn không. Bởi vì trước đây ấy, nó có rất nhiều các cái bài học rồi. Anh em nhớ cách đây khoảng 25-35 ấy là Zequen cũng chuyển từ cái bộ môn này, Auto Chess này, sang cái bộ môn Đấu Trường Chân Lý. Và rồi cuối cùng là gì? Cuối cùng là vẫn phải trở về cái bộ môn này thôi anh em ạ. Đấy, Đấu Trường Chân Lý ấy, nghe thì cứ tưởng là dễ nhưng mà không dễ đâu anh em. Đấy, cái bộ môn đấy nhá, cái bộ môn cạnh tranh cực kỳ kinh khủng luôn, rất là kinh. Cái độ cạnh tranh của nó ấy, rất đông người làm. Thế là đấy, chúng ta phải đánh đổi thôi. Cái việc là nếu mà làm chả may nhá, nếu mà nó lên được thì không sao, nhưng mà nếu mà chả may ấy, mà nó không lên ấy thì là chúng ta sẽ mất công cốc luôn á. Đấy. Đấy, trước là có
Dukier cũng là chuyển từ Autochess sang đấy còn đâu nữa, đúng không? Đấy, Dukier này, Zeque này, Harry kiên nhẫn thì bây giờ là coi như là bỏ rồi, còn làm ở đâu, đúng không? Đấy, chuyển sang TFT được một thời gian là coi như là bỏ luôn, không làm nữa luôn, không chịu nổi anh em ạ. À, thế nên là đấy, phải tính toán cho nó cẩn thận. Ok, chắc tôi trên ngựa thôi anh em ạ. Rồi, bài này chắc chơi ngựa. Ở đây là chúng ta có thêm cả human nữa, kiếm tí sách đầu game. Đầu game có rất nhiều thằng là nó quyết định là nó eco. Chuyện này tôi thấy là toàn để level 4 thôi anh em ạ. Nên là tôi quyết định là tôi up cấp lên, xong rồi tôi đánh. Có thể là mỗi round chiến thắng là chúng ta sẽ được một quyển sách. Đấy, chuyện này nhiều thằng eco không kìa. Mấy cái thằng eco ấy chủ yếu là chỉ có cái bài Witcher thôi mà. Đấy, tôi biết ngay. Anh em thấy chưa? Witcher eco mà. Đấy, cái bài nó dễ chơi anh em ạ. Dễ chơi, mất não. Dễ chơi, dễ khỏe, đơn giản. Nó không quá nhiều điều kiện. Ok, chắc là tôi vẫn chơi ngựa rồi anh em. Mặc dù round này ra con Doom nhưng mà không, không, không. Doom thì tí nữa gặp Witcher thì cũng vứt đi. Roll cái nhá. Luôn cái đi. Đó, ok. Round này ra con ra một con ấy nữa này. Con sói nữa này. Chắc là mua sói đó. Rồi mua sói đi. Kiếm con sói 2 đánh cho nó khỏe ra đấu game anh em ạ. Ui, đúng thật luôn, hợp lý, quả rôn được đấy. Hợp lý rồi anh em. Cái tầm này là đủ mạnh đấy nhá. 3 Warrior, 2 Clyde kẹp với cả 3 Human, được. Rồi, còn thằng nào? Ok, còn thằng Lam Vũ, thằng Pop. Thằng Pop khỏe, thằng Pop khá khỏe, thằng Lam Vũ này, Witcher này. Eco Witcher. Thằng Pop kia thì ra là con gấu rồi, gấu 4 đô nhưng mà nói chung là tôi quả luôn là tôi cũng lên được hai con 2 sao. Nên là bây giờ tôi mạnh rồi anh em ạ. Xác định là đánh chuỗi thắng mà. Đấy, xác định là phải đánh chuỗi thắng ấy, phải đánh chuỗi thắng để kiếm sách ấy. Ok. Quả vừa rồi mà không roll ra được cái con sói 2 sao và cái con ếch 2 sao ấy là round này lại thua. Đấy, round này lại thua nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ là không thua đâu. Này, thắng được. Mặc dù là con ngựa nó chết ấy, nhưng mà chúng ta vẫn có thể thắng được anh em ạ. Rồi, sói 2 cơ mà. Sói 2 thì làm sao mà thua được. Ok, rồi, có sách là được. Ui, lại ra sói này. Ừ, ra beat à. Chơi beat. Chơi beat nhỉ. Ôi, ra beat như này có chơi beat không? Phân vân nhỉ? Nói chung là nó cũng hơi phân vân ấy. 4 beat à? Phân vân thật sự luôn. Từ từ đã để xem. Bỏ đi. Xem là round sau nó ra cái gì. Có khi tôi chơi beat đấy anh em ạ. Tự nhiên ra con cáo xong rồi nó lại ra cái con... Berserker ra con sâu nữa. Đó là lý do làm sao mà chúng ta chuyển sang chơi beat. Trừ khi là bây giờ ra thêm cái con ngựa nào đấy, ví dụ con rồng nhỉ, Dragon Clay thì tôi còn suy nghĩ lại. Ok. Ôi. Ôi trời ơi. Cáo hay là Dragon Clay đây? Sia thật sự luôn. Anh em ạ, à, tôi chả hiểu là tôi đang chơi cái gì nữa luôn. Cái bài này nó làm cho tôi phân vân quá đi mất rồi. Thôi được rồi. Đấy, nó ép chơi anh em ạ. Dã man. Ép chơi cửa này. Lại phải pick lại con này. Cứ bỏ ra bỏ vào. Cẩn thận nó lại dỗi, nó lại không ra thì bỏ mẹ. Cái con, mấy cái con mà ở trong cái cửa hàng mở rộng ấy, mà chúng ta cứ pick ra pick vào như thế là nó hay dỗi lắm. Mấy lần tôi bị như thế rồi. Tôi nhớ lắm.
Đấy, cứ pick ra pick vào đến lúc nó không ra luôn. Hảo thật đấy. Thế là phải chơi Clay à? Nhưng mà chơi Clay trận này toàn Witcher. Vừa nãy tôi cũng có ý định là chơi ấy rồi. Cái bộ Clay ấy nó chỉ ăn được cái bộ Witcher khi mà chúng ta chuyển sang Aegir Seed. Clay đánh vào level 11 thôi. Lên được 11 thì chơi được Aegir Seed ấy. Chơi Aegir Seed ăn được. Clay này vẫn có cửa ăn nhé, nhưng mà phải lên 11. Không biết đây có phải là một cái sai lầm khi mà ra cái con rồng nhưng mà tôi quay xe không nhỉ? Bởi vì là nếu mà chúng ta chơi beat thì chúng ta cũng đã rất ngon rồi. Đấy, chúng ta chơi beat chúng ta thiếu mỗi con beat thôi. Ôi, trận này ba thằng Witcher luôn anh em ạ. Vãi đái, cá trà bạc Lam Vũ Eco Witcher. Tiền thì cũng 50 tiền hết rồi. Ngoài ra có một cái thằng người Indo là cũng đang có một con flame 2 sao và nó cũng chuyển dần sang Witcher. Nhưng mà cái này có một cái hay nhá, đấy là khi mà bọn này nó eco ấy là chúng ta có sách anh em ạ. Chúng ta có free sách, rất là sướng. Cũng tiện. Đây rồi. 6 Clay chưa? Thiếu con. Thiếu một con Clay anh em ạ. Human thì chúng ta cũng thiếu một con. Bây giờ ra tôi con già, con flame. Flame không ra nhở? Ô cay đấy nhở. Chính ra là cái bài này vẫn là bài lửa. Flame Wizard chưa ra. Đầu game giờ chưa ra được con nào. Cái bài này chúng ta phải đẩy cấp thật là nhanh lên 11 anh em ạ. Chỉ có lên 11 chúng ta mới cản được cái bọn Witcher thôi. Bởi vì sau round 15 mà chúng ta bắt đầu gặp Witcher chúng ta sẽ thua sấp mặt luôn. Sau cái round 15 Witcher rất mạnh anh em nhá. Witcher rất mạnh đấy. Và bộ Clay này nó không có cái gì để nó đỡ được cái bọn đấy ở trong cái giai đoạn đấy đâu. Clay này chắc là phải sau round 35 mới may ra một cái cửa. Sau round 35 đấy, khi mà form được về Aegir Seed Clay hoặc là 6 Aegir Seed rồng. 6 Aegir Seed rồng thì chắc chắn là ăn được. Chuyện này có bom nhá. Cũng chính vì cái lý do đấy mà tôi mới đâm đầu của tôi chơi đấy anh em ạ. Không, tôi cũng không chơi đâu. Chuyện này chả qua là có bom nên là tôi xác định là nếu mà tôi chơi Clay tí nữa tôi cũng chuyển sang tôi chơi rồng thôi. 5 rồng kẹp với cả bom đánh ở giai đoạn lên game. 5 rồng bom tối thượng. Bọn Witcher thì nó không có cái cửa gì chơi cái bộ đấy cả. Nhưng mà để đánh được cái bộ đấy phải lên 11 anh em ạ. Nó khó nó ở cái chỗ đấy. Khó là nó lên 11 cơ. Đây rồi. Rồi ok. Lên 8 luôn này. Kiếm sạch ở cái đào này luôn. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta tích sạch tiếp. Tích 12 quyển sách thì chắc chắn là lên được 11. Phải tận dụng cái lúc này anh em ạ. Cái lúc mà mấy cái thằng Witcher nó đang eco. Bây giờ ấy là mấy cái thằng Witcher nó đang eco hết. Đấy. Đây chính là cái cơ hội để chúng ta có thể kiếm được sách. Cắt chuối được thằng này không? Được không? 4 Clay rồi bạn ơi, đừng bảo thua nhá. 4 Clay mà, 4 Clay phải là thế lực ấy. Không thể nào mà thua được. Đúng rồi, hay quá. Đây rồi. Cơ hội đây rồi anh em ơi. Được, mình xin nhá. Hay quá. Đấy là cái cơ hội lên 9 sớm đấy. Bây giờ ra con già nữa thôi. Lên 9 là 6 Clay. 6 Clay Human. 6 Clay 6 Human đánh ở level 9. Nhưng mà nếu mà có già chúng ta còn có cả 3 mét nữa anh em ạ. Đó. Rao sao lên 9 có thể kẹp thêm đỏ vào. Tạm thời Clay nó đang 1 sao. Tôi cũng chưa muốn là chơi 6 Clay. Và bây giờ chúng ta đang thiếu một con. Ok. Bây giờ có lên cắn sách luôn hay là chúng ta tiết kiệm nhỉ anh em nhỉ? Tôi nghĩ là tôi cắn luôn đó, lên 10 cho sớm ấy. Có những cái lineup mà chúng ta không cần đánh phải ở 11 luôn. Chúng ta đánh ở 10 chúng ta vẫn có thể counter được. Chả may mà nó không ra được ấy. Nó không ra được cái bộ Aegir Seed với bom ấy. Thì có thể chúng ta chuyển sang bộ khác nha anh em nhá. Nói chung là bây giờ chúng ta đã biết rất nhiều cách để counter rồi. Đây rồi, đủ 6 Clay rồi. Thôi lên 9 kẹp 6 Clay vào thôi.
Này có yếu hơn không? Bỏ con ách ra. Giáp thép à? Lấy giáp thép luôn. Tí nữa cho bom cầm cái giáp thép. Sau rồi kẹp 5 dòng. Bom nó ở trên nó lổ, hàng xung quanh nó lổ, nó sẽ gây được nhiều đam hơn. Do xong xung quanh cái giáp thép nó trừ giáp. Chuyện này nói chung là chuyển về Exit kẹp bom là hợp lý rồi anh em ạ. Tôi nhìn thấy là, tôi thấy là có cả Feather này. Feather chúng ta chơi thế cũng ngon. Feather nó rất là sợ Exit kẹp bom nhá. Ok, bây giờ thiếu con già thôi để cái hoàn thiện cái bộ này ở giữa game. Hy vọng ra cho tôi con già 1 sao sớm. Mà cái trận này đúng là con lựa, ngựa nó lừa tôi anh em ạ. Con ngựa nó rõ lừa luôn ấy. Anh em thấy cái con ngựa không? Con ngựa nó ra từ rất sớm, từ round 3. Thế mà bây giờ là round 16 rồi mà nó vẫn chưa thêm một con nào luôn. Không biết là có lên được 2 sao không ấy. Sợ thật. Lừa đảo đến thế là cùng. Ui đây rồi. Ôi cái trận này buồn cười thật đấy. Cái trận này tôi nhắc cái con nào con đấy tự nhiên nó ra luôn. Thật. Từ nãy giờ đầu game chưa thấy cái con bom nào ra anh em ạ. Lạ thật. Beat ra hơi nhiều đấy. Hay chuyển sang beat chơi. Beat cũng đấm được Witcher. Beat đấm được. Mà tôi vẫn hy vọng là với một cái bộ truyền thuyết như thế kia, chúng ta có thể chơi được quả 5 rồng kẹp cái bom 2. Nhá anh em nhỉ. Lâu lắm rồi chưa quả bom tối thượng. Gất bom tối thượng. 5 rồng bom tối thượng. Trận này có cả Exit nha. Trận này có Exit. Vậy là có Exit và thằng Exit này rất mạnh nha. Thôi xong rồi, cắt chữa tôi không? Không bạn ơi, không dễ thế, không dễ thế, không dễ thế bạn ơi. Không dễ như thế, không dễ như thế đâu. Đó, ok ok. Tôi mới là cái người cắt chữa nó. Úi giời. Cảm ơn nhá. Đùa, thật. Ok. Square này. Từ từ đã anh em ạ. Cái round này tôi nghĩ là nên bỏ mấy con human ra. Không tham, không tham, không tham, không tham. Tham sách là mất chuỗi đấy. Bỏ Square và counter tí. Round này chúng ta chưa lên được 10 đâu nên là đánh cho nó cẩn thận, cẩn trọng. Cẩn tắc vội này anh em ạ. Cứ phải cẩn thận. Ok. Berserker 2 sao. May quá anh em mới kẹp được Exit vào giảm giáp của nó rồi. Ngoài ra tôi còn kẹp cả Squire vào cũng trừ giáp của nó luôn. Tí yêu thì đi cái đao này anh em ạ. May thật sự luôn đấy. Con ngựa chết rồi kìa. Ủa ôi, có ăn được không? Gọi đệ ra đúng rồi, trừ giáp nó, trừ giáp nó, trừ giáp nó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ôi mất chuỗi rồi. Ố. Ô kìa, ô kìa. Ôi giời, nó mạnh thế nhở. Cái quả này mà tôi không bỏ bài vào, tôi đổi cái human ra ấy, thì tôi còn thua nhiều hơn cơ anh em ạ. Đấy, đánh cẩn thận mà có ăn ai đâu. Mấy đu này. Ra bài cái kiểu này à. Vừa chuyển về cái lab nào mà vừa chơi được cái bộ Witcher mà lại vừa đấm được cái bộ Warrior nhỉ. Saman. Saman thì sao? Saman trận này có mèo nhá. Mèo 5 đô đấy. 6 Saman thì sao nhỉ? 6 Saman kịp không? Kịp không? Bây giờ quay xe kịp không? 6 Saman quay xe. 6 Saman nhưng mà lại phải chơi co đánh tay à? Co đánh tay thì chơi con nào cho nó ok. Đấy, Witcher là mạnh rồi này. Không ổn rồi. Rồi. Đánh từ tốn thôi anh em ạ. Đoạn này đánh từ tốn thôi. Cái like xuống hố rồi anh em ạ. Tầm này không được rồi. Lại cho ra sai đợt này. Ây à. Nói chung là bây giờ tôi lên được 11 rồi đấy. Nhưng mà có lẽ tôi sẽ phải chơi cái bộ khác anh em ạ. Không form về Exit Clan nữa đâu. Không có lực, hết tiền rồi. Không đủ lực. 79 máu không là nhiều đâu anh em. Sau cái round này sẽ bị đẩy rất nhiều máu.
Chúng ta sẽ bị đẩy rất nhiều máu đấy anh em ạ. Bây giờ tôi đang nghĩ em tôi về cái gì cho nó hợp lý. Một cái bộ nào đấy mà nó form sớm, form kịp và nó rẻ một chút. Đấy, nó dễ chơi thôi. Trận này 3 là Witcher đấy anh em. Nên là cái đối tượng mà chúng ta cần phải counter đó chính là Witcher. Mặc dù là hết cái content ở trên kênh là cái content đấm vỡ mõ Witcher anh em nhá. Mà tự nhiên vào cái trận này có 3 thằng thôi, chúng ta lại phải counter bọn nó vậy. Thì thôi, chúng ta counter bọn nó thì... Đấy. Tôi cũng đã tìm ra rất nhiều những cái lineup có thể counter được cái bộ Witcher và chia sẻ cho anh em rồi. Đấy. Nói không ngoa nhưng mà bây giờ chúng ta đóng được một cái quyển sách giáo khoa đấy anh em ạ. Chả ngán gì Witcher cả, giai đoạn late game. Cái vấn đề là phải tham minh cho nó chuẩn round thôi. Đến tầm này là chuyển được chưa hay là đợi đến round 26. Form về một cái bộ nào đấy mà nó phải rẻ nha anh em nhá. Đắt thì không chơi được đâu. Bởi vì bây giờ chúng ta thọt đấy anh em ạ. Chúng ta đang thọt đấy. Nhìn thế thôi nhưng mà đang thọt đấy. Toàn một sao, đội hình yếu. Gặp thằng nào cũng bị đấm. Exit này, chưa chắc ăn được thằng Exit. Ăn được không? Chưa chắc ăn được. Co một sao thì ăn cái kiểu gì. Đó, thế nên tôi mới nói là bây giờ cái đội hình nó khá yếu rồi. Bây giờ chỉ giết được thằng nào hay thằng đấy thôi. Giết được con nào hay con đấy giữ máu. Mà mất nhiều đấy chứ không ít đâu anh em ạ. Đây là gặp một cái thằng Exit mất 10 máu ấy nhá. Chứ còn gặp Witcher thì chắc là... Ôi, tôi không dám nghĩ anh em ạ. Bây giờ chúng ta chuyển sang Exit hay là chuyển sang cái gì đấy. Exit thì bây giờ chưa thấy con Exit nào ra anh em ạ. Rồng này chưa được. Phải rồng ha, được không? Cứ like với một con. Exit là đánh một con rồng cơ mà. Làm nào giờ? Mày toàn quá nhỉ. Anh em thấy tôi đang đánh chuỗi thua luôn. Từ cái round 19 bây giờ chỉ có thua thôi mà. Tôi thắng ở round nào đâu. Sợ thật đấy. Ơ kìa. Ơ thằng này đã thắng chứ. Gặp thằng này đã thắng chứ. Ảo thật. Ok bạn ơi. Nhưng mà cũng chả có sách ở đâu này. Thằng này nó yếu dữ luôn ấy. Ui. Ơi từ từ nha. Thôi. Biết rồi. Từ từ đã. Biết rồi anh em ạ. Biết rồi. Biết chơi gì rồi. Không phải Exit. Này không phải Exit. Mười một con. Nói chung là vẫn phải dựa vào những cái con bài được cho đây anh em ạ. Đấy. Cờ này lừa. Ra là hai con ngựa không lên được hai sao luôn cơ mà. Anh em thấy không? Lừa thật sự luôn ấy. Đấy. Ui ôi gặp được Witcher nó đẩy rồi. Đây rồi. Được. Chuyển sang Hunter không nhỉ? 9 Hunter thì cái bài này có ngon không? Luôn mấy cái đã anh em ơi, chưa biết rồi đâu. Để xem đã. Luôn nhá. Rồi. Ui, nhưng mà con này không được, con này phế. Witcher không đánh được. Ui, bom. Không được. Con này không được. Anh em biết tại sao? Con này không được anh em nhá. Thứ nhất là bây giờ con rồng của tôi ấy nó chưa lên được 2 sao. Dragon Clay vẫn 1 sao, chưa có 5 rồng. Thứ hai là Exit chưa có. Bây giờ hết tiền rồi, không phong kịp anh em ạ. Thứ ba là gì? Chuyển sang Exit khác gì tự sát không? Trận này có 6 Saman, không chơi được. Đấy, bỏ nha anh em nhá. Tôi sẽ phải chuyển một cái lineup mà chúng ta vừa counter vào Saman, vừa counter vào Witcher, vừa counter vào Exit. Chứ còn ra con bom mà đâm đầu vào Exit ấy, nó là sai rồi anh em, không được đâu. Khó lắm anh em ạ. Nên cái hàng Clay này xác định luôn là bán hết thôi.
anh em ạ, không chơi được đâu. Hết lực rồi. Bây giờ anh em biết là cái hy vọng của tôi là vào con gì không? Con Medusa này, con Medusa, con Khan này này, anh em ạ. Medu với Khan lên 2 sao làm co luôn. Không đủ lực đâu anh em, sắp chết rồi. Đấy. Nó đẩy mỗi round 15 máu, 3 round nữa đi. Không đủ lực anh em ơi, không đủ lực. Khó nha. Medusa 2 sao chuyển sang 9 Hunter à? 9 Hunter thì kẹp được 2 con. Kẹp được cọc đấy, 9 Hunter kẹp cọc là vẫn ok đấy nhá. Bởi vì chúng ta lên được 11 mà, đúng không? Chúng ta lên được 11, chúng ta nên chơi được 9 Hunter kẹp cọc. Đấy. Nếu tôi tính là bây giờ nếu mà Medu lên thì có thể như thế. Thậm chí là 9 Hunter kẹp cọc kẹp với cả 4 cá được không? Rồi lấy cái món này. Cọc đây. 4 cọc, 4 cọc hay sao? Ui Saman này. Thôi rồi rồi rồi. Thế thì chơi Saman vậy. Ok. 4 cọc à? 4 cọc kết hợp với 4 Saman à? À. Ui 6 Saman luôn. Quá tuyệt vời anh em ạ. Thôi 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 thôi. Thế thì tôi biết rồi. 6 Saman kết hợp với 3 đỏ 4 cọc. Medusa làm co. Tạm thời thế này anh em nhé. Chơi cái bộ này có thể là chúng ta đánh được với cái bộ Witcher và chúng ta cũng chống được cái bộ 6 Saman anh em ạ. Trận này có thằng chơi 6 Saman. Ui Medusa hay sao? Ui không kịp. Không kịp up. Rồi nhưng không sao. Đây. Để xem có chiến được thằng này không anh em nhé. Chưa chiến được. Muốn chiến được thằng này thì chúng ta sẽ phải có gì? Chúng ta sẽ phải có cái con cá để chúng ta kẹp vào. Ơ được không? Không, không được. không được, hơi khó. Thằng này phải có cá kẹp vào cơ. Medusa lên 2 sao thì có thể đấm được. Đấy rồi, cá rồi anh em ạ, tuyệt vời. Đó, bây giờ thì có thể đấm được. Chuyển về 6 Saman thôi. Bộ này rẻ anh em ơi. Rẻ tiền. Toàn mấy cái con Saman 1 đô thôi. Nhưng mà nó biến, nó là 6 Saman. Nên là nó biến một lúc thì nó cũng thành là 5 đô 3 sao anh em ạ. Đấy, cái bộ này nó hay cái chỗ đấy. Là một cái line up mà rất rẻ tiền. Nhưng mà một khi mà đã up lên được ấy, thì nó lại rất là khỏe. Rồi, ok. Đó, khỏe ngay. May đấy anh em ơi. Lựa chọn nó là sáng suốt. 32 máu anh em ạ. Kịp rồi. Đấy, và chúng ta đấm được cái Exit luôn. Nó là một cái sự lựa chọn không còn gì có thể hợp lý hơn. Vừa đấm được Witcher, vừa đấm được Exit. Đùa, thật đấy. Tôi chơi tôi tỉnh đòn vãi cả đái luôn ý anh em ạ. Đẩy ở ngày đi luôn. Trời ơi. Nói chung hay là kinh nghiệm. Kinh nghiệm thật sự. Những cái quả như thế chỉ có kinh nghiệm thôi. Không có gì có thể là giải thích được. Tại làm sao mà sắp chết xong cuối cùng lại dẫy được. Đấy, cái quả vừa rồi mà chỉ cần là đi lệch hướng một chút thôi nhá. Lệch hướng 2-3 cái round nữa là đi rồi. Thậm chí đến round 28 này là có thể là tôi đã đi rồi đấy. Quả vừa rồi mà tôi không chọn con đường là chuyển sang Saman. Mà tôi chọn con đường là gì? Exit khi mà ra quả bom. Hay là tôi chọn là chơi những cái bộ khác như bộ Clive thì chắc chắn đã đi rồi. Không có cửa sống ở đến đâu này đâu. Đấy may quá. Đùa. Tất cả nó chỉ là gì? Là chúng ta phân tích chuẩn. Nhìn những cái đội hình của đối thủ ấy, phân tích chuẩn cái là ok ngay. Đấy cái tầm này bây giờ nhá, gặp mấy cái thằng Warrior thì cũng không sợ rồi. Warrior thì không sợ rồi. Còn gặp mấy cái thằng Saman thì đánh là coi như là như nhau. Đấy hai bộ Saman đánh nhau. Thì tôi kẹp cá rồi, tôi lại không sợ bộ Saman mết cơ. Ờ, có thằng Lam Vũ đi rồi kìa. Ôi giời ơi. Thằng Lam Vũ chơi Witcher đi rồi. Cả ba thằng Witcher đều đi. Anh em thấy chưa? Hợp lý chưa? Đấy, những cái thằng kia thì nó bị Exit đấm. Nó bị Saman đấm. Quá hợp lý. Rồi.
Warrior kẹp đỏ sống được đến top 3 luôn. Cũng được đấy nhỉ. Ok, rồi bây giờ đưa bọn này lên 2 sao hết rồi. Quá tuyệt vời luôn. Saman của tôi mặc dù nó toàn 1 sao thôi nhưng mà nó cũng là 6 Saman đấy. Chứ nó cũng không phải là cái loại Saman gọi là 4 Saman đâu. Thế nên là nếu mà đánh với cả cái thằng top 1 thì nó cũng là ngang kèo luôn. Tôi là tôi kẹp cá, tôi còn có món đồ chống mết luôn. Kháng phép rất khỏe. Thoải mái bạn ơi, thoải mái luôn, thoải mái luôn. Đấy. Ok, cắt chuỗi cả đá nha. Rồi, mình xin nhá. Hay quá đi mất thôi anh em ơi. Đùa, lựa chọn ấy, chính xác cái đội hình mà chúng ta chơi nó quyết định tới 60% chiến thắng rồi. Trên này thậm chí chúng ta có thể đánh cái bộ gì anh em biết không? Mục sư. Đấy, nhưng mà bây giờ không nha anh em nhá. Bây giờ chơi với Saman thì chơi mục sư thì nó tự sát rồi anh em. Không chơi được. Mua cho vui thôi. Mua ở đây là mua cho vui thôi nhá anh em nhá. Chứ còn nói chung ấy là cũng không có chơi. Ok. Rồi, chuyển hết đồ đam cho con Medusa. Dạ, yeah, an toàn chưa? Cực kỳ an toàn luôn. Kẹp hai cá xong rồi lại còn có cả áo giáp thiên thần, xong rồi lại còn có cả kháng phép nữa. Áo kháng phép, áo mưa kháng phép thì cực kỳ là trâu à. Chúng ta hoàn toàn không sợ ở nhà mết nữa. Ui rồi ôi, lại có con chén thánh này. Quá tuyệt vời anh em ạ. Saman lên được 2 sao. Thôi, Medu thôi nha anh em nhé. Rồi. Bây giờ đưa bọn Saman này lên 2 sao hết thôi, là hết game rồi. Medu không lên được 3 sao đâu, cái đấy nó khó. Chuẩn bài đấy. Nói chung là ngon nghẻ rồi. Tầm này tôi chơi hàng fake, tôi có ăn được hàng real luôn. Nó là ra là có mèo ấy nha anh em nhá. Ra mèo 2 sao thì cũng thế rồi. BKB cuối hay là kháng? Kháng đi. Chơi với Saman sợ hack lắm anh em ơi. Nó mà hack trúng cái con Medu của tôi thì toang. Cái bọn Saman này là giải 1 không giải được hack nha anh em nhá. Phải giải 2 giải được hack. Nên chúng ta lấy giải 2 thôi. Ok. Rồi. Bắn nó. Cắt chuỗi lần 2. Ra được mèo thì cũng thế thôi. Chả ăn được đâu. Tôi kẹp vào kháng phép ở đây và tôi có rất nhiều đồ kháng phép tôi lấy. Lúc đầu tôi tính toán là tôi ghép cái áo mưa luôn rồi. Làm sao mà có cửa ăn được. Cái này là cái sự chuẩn bị từ lâu rồi. Nhìn thằng này xanh là tôi đã chuẩn bị solo lead game. 18. Đấy chính là lý do tại làm sao tôi không chuyển về Exit đấy anh em. Nhưng cái quả xa bom là nếu mà bình thường là tôi cũng xí theo Exit rồi đấy. Nhưng mà trận này không. Đấy ra bom tiếp này. Thấy chưa. Lừa hết. Rồi, hợp lý. Đối thủ cũng hết tiền rồi, không xoay rồi. Mà có xoay thì cũng thế thôi, bây giờ xoay sang cái gì? Xoay sang cái gì nào? Bây giờ chả xoay sang cái gì hết. Bán hết Saman đi à? Chả xoay được cái gì cả. Tầm này hết cửa. Bây giờ đứng chờ chết thôi bạn ơi. Bây giờ ra cái con mèo 2 sao cho nó khỏe lên. Thì còn có một chút hy vọng dành cho đối thủ. Chứ còn cái tầm này thôi, chịu. Chả có cái cửa nào luôn ấy. Xong chưa? Xong chưa? Xong rồi. Này là xong rồi. Con già nó còn cầm blink nó nhảy xuống dưới cái này thôi. Toang là gì á? Toang rồi. Toang rồi bạn ơi. Nhưng mà vẫn chưa thể kết liễu được. Bởi vì đây nó là hai cái bộ Saman đánh nhau. Nên là chúng ta sẽ rất mất thời gian. Mùa rao lọt thì khoảng chục máu, 9 máu. Ok. Mấy cái con này mãi không lên được 2 sao cho tôi anh em ạ. Cay thật. Đúng kiểu phải tranh bài với đối thủ ấy. Nhưng mà thôi nói chung là thoải mái đi bạn ơi.
thoải mái. Có dây chuyền kháng 2 rồi nên tôi cũng không sợ cái con phượng hoàng nó hú vào mặt đâu. Dây chuyền kháng 2 này nó giải hiệu ứng hú của cái con phượng hoàng mà. Thoải mái, cho đứng trước mặt luôn, có vấn đề đâu. Cho đứng trước mặt thoải mái luôn. Ok. Con già là cứ blink xuống thôi. Blink xuống đánh cọc ạ. Hài thật sự. Ra ngoài đẩy nhiều luôn này anh em này. Ui. Đi luôn không? Ui rồi, 36 máu đi luôn. Tôi cứ tưởng là phải mất thời gian lắm ấy, nhưng mà đâu có mất thời gian được thế đâu. Xong rồi, giải quyết rất là nhanh gọn. Trời, trận đấu nhanh quá anh em ơi. Nói chung là những cái diễn biến của trận đấu nó thực sự là rất là nhanh. Đấy, cũng chỉ kịp chuyển mấy cái nào thôi. Sau khi chuyển xong là cái trận đấu nó cũng gần như là đã kết thúc. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhé. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Một siêu phẩm khi mà chơi bộ Sivet kẹp với cả Insectoid. Tử thần gõ cửa đoạt mạng tức thì. Đẩy với 50 máu trên một round. Hiện tại con là Moa Di Đà Phật. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Tam ca ba con mèo quay trở lại với cái đội hình cũng siêu đẩy luôn. 35 HP trên giây, hay lắm anh em tin tôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.